Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Canemilo Thử Cuộc Sống của mình nha. Giới thiệu các bạn là quảng trường công viên sông Hậu. Đây là một quảng trường khá là lớn. Ngày xưa thì sau khi trước khi mà ở công viên Lưu Phước họ cải tạo và xây dựng lại thì đây là một cái địa điểm mà thường tổ chức những cái event ở đây. Người ta hay tổ chức mấy cái event ở đây như của Mobile Phone hay là Tiger, những cái sự kiện Tiger Remix gì đó mà cũng hay tổ chức ở đây, những sự kiện lớn lắm. Hồi trước cách đây mấy năm là cái sự kiện mà Bia Sài Gòn ra mắt cái Sài Gòn Xanh. Thì các bạn biết cái Bia Sài Gòn Xanh thì hồi trước là chỉ có là chai thôi. Sau khi họ ra lon thì họ tổ chức cái sự kiện ở đây nè. Họ tổ chức sự kiện ở đây là họ ra mắt, và ở đây là một quảng trường khá là lớn và thực tế thì khá là gió các bạn. Thực tế thì địa điểm này một địa điểm lý tưởng cho tổ chức những sự kiện như thế. Đây, nhưng mà sau khi cái công viên Lưu Phước họ xây dựng và cải tạo cái công viên xong xuôi thì nơi đó cũng khá là rộng lớn và cũng hay tổ chức ở đó các bạn, và những sự kiện Tết. Tết thường niên chào đón năm mới và Tết Tây thường họ cũng về tổ chức ở đó. Còn hồi trước là họ hay tổ chức ở công viên này. Để đây là một cái công viên khá là lớn các bạn. Hey, nói chung là sơ giới thiệu các bạn vậy thôi. Thì cái video clip này gió quá. Khá là gió các bạn. Trời cũng muốn mưa rồi. Thực tế thì cái video clip này thì hôm nay mình làm cái video này là hôm nay là ngày 3 tháng 6. Thì sau khi cách ly qua thời gian cách ly là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4. Thì sau khoảng thời gian cách ly đó thì nói chung là có những cái rắc rối xảy ra và nhiều việc quá. Đến bây giờ ngày hôm nay mới nói chung là gần như là hoàn tất xử lý xong mấy cái tồn động và những cái gọi là cái dư âm, cái hậu dư âm của cái dịch Covid này. Quá trời bận rộn thành ra là không có thời gian làm clip các bạn. Nhưng bạn biết là mỗi ngày thường là mấy cái clip á là quá bận rộn thành ra phải tới 5 ngày có khi 7 ngày mình mới ra được một clip, tại vì không có thời gian ngồi edit mấy clip. Các bạn biết edit clip cực khổ, nó phức tạp đủ thứ hết trơn á. Bây giờ nói chung là ngày hôm nay thì đã bắt đầu đã xử lý xong mấy cái việc tồn động của cái dịch Covid rồi. Thì hôm nay mình đi rảnh và mình đi làm clip và sẵn giới thiệu các bạn. Tại vì khu vực này cũng khá là gần nhà mình ha. Mình ở đây mình giới thiệu tại vì ở đây có một cái sự kiện mới, và không phải sự kiện gì mà thực ra là có một công trình mới, đó là họ đang làm một con đường thông từ cái quảng trường này thông qua tới cái cầu đi bộ Bến Ninh Kiều các bạn. Các bạn biết ở Bến Ninh Kiều có một cái cầu đi bộ khá là mới, một biểu tượng mới của thành phố Cần Thơ ha. Bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu, nói chung là con đường đi từ đây tới đó cũng khoảng là mất cũng 2 cây số các bạn. Và chắc mình đi bộ luôn. Để sẵn tập thể dục các bạn, hôm nay cũng hên do là trời cũng muốn mưa mà nó không mưa. Cũng hơi bắt mát, bây giờ mới có là 2:30. Mà trời về thì cũng lý tưởng các bạn ha. Đây, nay đi theo cầm theo một cái ly nước nè. Cầm theo ly nước sẵn mình làm clip luôn. Các bạn thấy không? Đây là cái sông nước đã đời không? Làm chỉ các bạn có cái cầu thơ nằm trên sau lưng này xíu. Đấy, các bạn thấy cầu thơ không? Là cầu thơ. Và sông hôm nay nước đang lên các bạn. Nước lên và có vẻ như là khá là trong và khá là sạch, thành ra là ở đây có một vài bà con ta đang tắm ở đây. Có mấy cái đèn này là về trước là hoa đăng, hồi hoa đăng của Bến Ninh Kiều ở ngay chỗ cầu đi bộ Ninh Kiều, mà giờ họ không trưng bày nữa, họ dời về đây họ để. Thì cũng không biết họ xử lý sao mấy cái này, nhưng mà đây các bạn, nguyên cái quảng trường khá là rộng nha. Đây. Trời, nói chung hôm nay trời cũng khá là mát. Có một vài dân họ đang câu cá ở đây này.
ra đây tắm tắm rồi tắm xong. Nước này cũng khá là trong ha. Phù sa chưa về các bạn. Phù sa chưa về thì nước cũng khá là trong. Từ cái khúc đằng kia là người ta bắt đầu làm một con đường mới rồi, là nối liền từ đây ra tới bến Ninh Kiều luôn. Con đi bộ bến Ninh Kiều luôn, hình như mình thấy rất hột vậy bạn. Trên đầu mình là một cái đám mây đen rồi, không biết chạy kịp không đây. Chắc không kịp quá, có vẻ chắc phải mang cái dù theo rồi. Ôi, kinh khủng, chắc không kịp các bạn ơi. Nói chung là đã xử lý được hết những cái công việc tồn động và những cái hậu quả do Covid nó gây ra trong cái thời gian cách ly. Nói chung là cũng gây ra khá là nhiều bất tiện, mình cũng phải có những công việc mình phải sửa chữa và những phải nói chung đủ thứ việc các bạn. Nhưng mà có nhiều người nói hai chồng này ăn no thấy đi chơi rồi không thấy làm gì hết. Thực tế thì kênh mình là kênh Thật Có Cuộc Sống, thành ra là những cái gì, những cái kỷ niệm mình đi chơi hay gì những vui vẻ thì mình mới đăng lên thôi. Còn những cái gì mình làm thì nó không có hay, những cái việc mà buồn phiền thì mình không có đăng lên các bạn. Đăng lên nó cũng chả làm gì. Thực tế thì người ta tốn thời gian người ta coi những cái video clip thì những cái buồn bã chả có gì phải hay ho. Người ta đã buồn rồi người ta còn coi clip của mình, mà clip mình mà buồn nữa thì có gì đâu coi. Những cái mà vui vẻ thì thường người ta sẽ coi thôi, chia sẻ cho anh em bà con. Đấy các bạn, phía ngoài đây là đường này, con đường này con đường mới mở nè. Nó sẽ mở một con đường từ đây ra tới cầu đi bộ Bến Ninh Kiều luôn. Cái bờ lề này người ta còn chưa có làm ha. Bên kia thì người ta lót rồi. Đây họ còn đang lưu, họ đang lưu đường. Nhưng mà phía tích đằng kia các bạn thấy có những ngôi nhà đó không? Đó là họ đền bù không thỏa đáng, họ không có đi các bạn. Thành ra là đường chỉ có làm được tới đó thôi, chưa có làm được hơn được. Tại vì đền bù không có đáng thì người ta không chịu đi. Đó là bạn. Thằng cướp hay gì mà chạy dữ vậy không biết. Đấy. Kênh của mình là kênh Tận Hưởng Cuộc Sống, thành ra là những cái gì kỷ niệm đẹp hay vui vẻ đi chơi hoặc như ăn uống những nơi mà rẻ tiền mà ngon thì mình chỉ giới thiệu đến các bạn thôi. Còn những cái việc mà mình phải làm hay gì trải qua những cái việc gì đó cực nhọc thì nói chung là mình không có đưa lên làm cái gì. Đó. Nào rảnh rỗi thì mình đi chơi và chia sẻ những cái kỷ niệm lên trên đây. Phần một phần là chia sẻ cho các bạn xem, hai là để lưu giữ làm kỷ niệm của hai vợ chồng thôi. Những gì vui vẻ thì nên lưu giữ lại, còn những gì mà không vui thì tốt nhất quên được thì quên, nó hay hơn. Hơi đâu mà lưu giữ làm gì những kỷ niệm buồn hay những cái gì không vui, đúng không? Hồi xưa hai vợ chồng mình hay ra tập thể dục các bạn, đi bộ từ đây đã tới cầu đi bộ Bến Ninh Kiều và quay ngược lại. Nhưng mà sau thời gian nó cũng thứ nhất cái lu su bu, thứ hai nó tầm lum cái chuyện, thành ra là cũng ít đi bộ khu vực này lại các bạn. Đây, ở đây có những cái chỗ nó bị sụp lún ha. Ngoài kia ở đây có một cái con không biết gọi là cái gì, cái sụn ba lá nhỏ 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 nhìn vui ha. Người ta đang có anh đang chạy cá lưới cá gì các bạn. Đó đỏ đó, anh bỏ trong cái thao cho anh đi, anh gỡ anh giăng lưới đi, anh đi anh gỡ đó. Phía lùm xùm bụi kia là người ta càng ngày càng đắp lên các bạn. Khu nguyên con đường người ta sẽ làm cái bờ kè vậy, hấp dẫn lắm các bạn, mát mẻ cực kỳ luôn.
này nước trong và sạch ghê luôn. Các bạn thấy người ta còn đang làm nè, đang lát gạch vỉa hè phía bên kia các bạn. Đang lưu còn ở đây đang lưu. Khá là gió. Ở đây có những ngôi nhà mà chưa có đền bù được thì họ không đi các bạn. Họ không có chịu đi. Thì nếu mà họ di dời thì con đường này mới hoàn thành, còn họ còn con đường không hoàn thành thì sẽ không có nếu họ mà không di dời thì con đường sẽ không thể nào mà hoàn thành được. Thế thôi. Quan trọng là việc đền bù của chính phủ như thế nào các bạn. Đây là cái bằng ha. Ngọc bằng. Mận này thường người ta sẽ lấy trái, người ta có tên chua các bạn. Đó. Ngôi nhà này là chưa được đền bù, khu vực này họ chưa được đền bù thành ra họ không có đi. Khi mà đền bù xong thì thấy xong một con đường, tại vì vướng chút xíu chỗ này thôi là nó qua được phía con đường phía bên kia rồi. Quan trọng là ở đây sau khi họ lấy đất người dân họ đền bù tiền và họ sẽ thêm một cái gọi là cấp nền, gọi là nền tái định cư cho họ. Nhưng mà cái chủ nhà này thì họ bị gọi là thiếu nền hả, thiếu nền tái định cư của họ, tại nên họ không có đi. Mới chỉ đền bù tiền mà chưa cấp nền cho nó, họ không chịu đi các bạn. Đây, nãy giờ mình đi vòng vòng với resort lúa nếp nè. À, quyền cái miếng đất họ nhô ra là cái resort lúa nếp thế này nè. Chỉ còn một chút xíu nữa là hoàn thành con đường, nó nối dài ra tới ngoài đây. Anh thấy giới thiệu các bạn resort lúa nếp này, nấu ăn cũng êm và vị trí ngồi cũng đẹp. À, các bạn thấy không? Nguyên còn được chỉ vướng cái nhà đó thôi là xong rồi. Phía bên đây là cái công viên thế này nè, công viên này nè. Đó. Bên kia là con đường thế kia kìa. Đây. Họ sẽ mở mà. Đây là con đường nó mở lâu rồi. Còn kia là tòa nhà khách sạn Mường Thanh ha. Đây. Đây họ cũng mở một cái công viên thế này, công viên mới. Nói chung là công viên cũ nhưng mà họ cải tạo lại thành một công viên thế. Đó, dự định thì họ sẽ thông một con đường thẳng thế đó. Và thông qua phía kia, nhưng mà ở đây họ đang bị lấn cấn vào những ngôi nhà này cho nên họ không chưa thi công được các bạn. Đây. Nói chung là khu vực này người dân người ta cũng được đền bù khá là nhiều tiền. Rồi thành ra họ cũng xây dựng nhà cửa các bạn, và có được thêm miếng đất tái định cư nữa. Nói chung khu vực này người dân cũng nhà nước lấy đất của họ nhưng mà cũng được đền bù khá, nhưng mà tuy nhiên cũng có một vài hộ không có được đền bù nha các bạn. Chứ không phải hộ nào cũng được đền bù. Có phải họ bỏ sót như thế nào đấy. Đủ thứ hết trơn. Đây, con đường họ đang làm thôi các bạn ha. Nhưng mà chỉ vì cái ngôi nhà đằng kia không có đền bù cho họ thỏa đáng nên là họ không đi, chứ không phải là người ta không muốn đi. Tại vì đền không thỏa đáng thì cũng chịu thôi. Như các bạn thì các bạn cũng đâu có chịu đi. Ai cũng thế. Đây, con đường khá là đẹp nha các bạn. Tập thể dục chiều người dân ở đây họ đã tập thể dục khá là đông nha. Đông lắm. Người dân đây tập thể dục đi nguyên con đường này luôn. Đây các bạn, con đường mà
tập thể dục mà có sông nước mát mẻ thế này thì còn gì bằng đúng không? Quá tuyệt vời. Có anh trai kia đang gỡ lá, gỡ cá ngoài kia. Nước trong mát mẻ quá, thành ra người ta ra đây người ta tắm sông rất mát các bạn, cực kỳ luôn. Còn một cái đoạn đường mà trước đó mình đã giới thiệu, một cái đoạn đường đi từ từ cái chỗ đó ra, từ cái chỗ mà gọi là cái gì ta, khúc chỗ thôi bỏ đi. Đây các bạn, đã mát mẻ cực kỳ luôn ha, khá là mát các bạn. Đây đường ở đây, qua bên cầu Cần Thơ khá là gần luôn. Đây cầu Cần Thơ, đây là cầu Cần Thơ gần lắm. Đó các bạn thấy không, đây là cái khúc người ta vẫn còn chưa thi công được là do bị chướng ngại vật, là chưa đền bù được cái phần đó ha, chưa có thỏa thuận được cái phần đó. Còn đây là phía này là phía công viên người ta đã cải tạo rồi, khá là đẹp các bạn. Đây có chỗ đậu xe cho các bạn luôn. Đây công viên nó kéo dài thì khúc đó, khúc đây, khúc đầu này thì họ đã xây dựng rồi, có cả toilet công cộng cho các bạn sử dụng luôn và trồng hoa. Bữa tối khu vực này lên đèn khá đẹp nha các bạn, lên đèn đẹp lắm. Ở đây bên dưới này có những hồ và những hồ cá và những cái gọi là cung đường màu đèn gì nó lên từ lưa như này hết trơn, cũng khá đẹp. Đấy, khúc nó những khúc cầu cầu lên đó là họ có gắn đèn LED. Đây là toilet công cộng cho các bạn sử dụng ha, cũng khá là đẹp và hiện đại nha các bạn. Đây đây các bạn thấy không, tối là những cái khúc này là có đèn nè. Tối thì mình quay nó cũng chả đẹp lắm, nó không phải là gì mà máy quay của mình nó cù bắp quá, bữa tối vô nó không có được màu, nó không có đẹp sáng như các bạn. Đây họ làm những cái này ra nè, như các bạn biết bên kia là cái nhà hàng Lúa Nếp, resort Lúa Nếp ha. Đấy họ làm những cái đoạn đường, cái cung đường ra thế này nè. Bữa tối màu đèn nó sẽ chiếu lên trên, nó sẽ có những cái sợi đèn nó nằm trên những cái cột cột đó, tua là khá là đẹp các bạn. Đây bên dưới là hồ sen, họ có thả cá bên dưới đó, ở đây người ta cấm đánh bắt nè, mà tất nhiên thì cấm là một chuyện, còn những người dân người ta không có ý thức, người ta vẫn câu cá đồ ở đây bình thường. Hoa sen đang nở, sen này đã bị ấy rồi, có những cái đài sen đấy nụ lên ăn được rồi. Tối đây sông ảo chụp hình hay gì đó, vui chơi cũng mát, khu vực này cũng khá là mát các bạn, gió sông thổi lên mà còn chi bằng. Các bạn có thể đi trên kia hoặc đi như này đó, khu vực này họ làm giả gỗ nha các bạn, cột bê tông nhưng mà họ giả gỗ, họ sơn giả gỗ lên cái kiểu thế đấy. Khá là gió các bạn, không biết hồi nữa về cái video sản phẩm của mình nó có bị gió nó chèn vào hay không. Hên xui cái đoạn đường thế này. Như các bạn thấy không, đây nè, đó phía sau là cái tâm đường, chỗ này khá là thú vị các bạn ha. Họ làm những công trình này không biết bao nhiêu tiền nhưng mà thôi đi, cái chuyện là chuyện của nhà nước họ lo. Vô
chung hôm nay cũng công việc cũng xong xuôi, tạm gọi là tạm ổn sau cái dịch Covid thì có những hậu quả để lại cũng khá là nhiều, khá là gây cắn, nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành các bạn. 2 tháng, trời ơi, dã man, mọi thứ nó khủng khiếp lắm, đủ cái chuyện xảy ra hết. Đây, nó cả một con đường thế này khá đẹp luôn, mát mẻ luôn các bạn. Những cây này chừng 2 đến 3 năm nữa đầu đấy, mấy cây 2 đến 3 năm nữa bắt đầu nó lớn, nó là cái bóng mát và vô tư luôn các bạn, đã lắm. Nhưng mà ở đây mình lại thấy có một điều mình không ý lắm, đó là thùng rác. Muốn giữ vệ sinh tất cả sạch sẽ, họ cho họ vào đây tham quan nhưng mà thiếu thùng rác cũng như không các bạn. Thì bây giờ không có thùng rác họ bỏ đâu bây giờ? Rất ít người là rất ít người, người ta chịu mang rác về lại chỗ của mình bỏ. Thường thì nó ngồi đây cho nó ăn, cái thì nó bỏ trên mấy cái ghế này luôn. Đó, nhưng mà ý thức giới trẻ bây giờ tệ lắm, phải nhắc nhở mới được, không thì thua. Bên đây nó có một cái công trình phía sau lưng mình nè, có cái hộ sáng đèn này đẹp lắm, cực kỳ. Tối rồi sáng đầy xung quanh hết khu vực kia luôn, tuyệt vời đúng không ạ? Nói chung là những công trình ở đây cũng khá là mới và sạch sẽ. Toàn bộ khu vực xung quanh đây là không có thùng rác nha các bạn. Nó tệ đến mức đó, rất là tệ luôn. Ổn chứ không phải tệ, mình thấy là rất là ổn. Nếu mà họ trang bị những thùng rác thì tốt, khá là tốt luôn. Thì mình đã chơi mấy lần mà muốn bỏ rác, thế là không có rác thì nó cũng phải mang rác về lại nhà để bỏ. Đây họ trồng những loại hoa gì đẹp quá trời. Hoa này nó lai giống của hoa bằng lăng các bạn. Thấy không? Nó chùm kiểu giống hoa bằng lăng nhưng mà không phải, mà cũng đẹp quá trời, đẹp hoa này, hoa gì đẹp quá trời. Họ trồng đa phần là họ trồng hoa này ở đây. Con đường này đẹp lắm, đường này chạy dài thẳng hồi sẽ ra một cái vần bờ kè, và bờ kè đó đi về lại đường bờ kè giống đoạn bờ kè bữa nãy các bạn, nhưng mà sẽ kéo dài tới cái cầu đi bộ ở Ninh Kiều luôn. Thì mình cũng giới thiệu sơ sơ các bạn về những về công trình và công trình mới ở đây thôi. Đây là một trong những công trình mới, khá là mới ở thành phố Cần Thơ, ở khu vực cồn cái khế này. Khu vực mình đang đứng là cồn cái khế. Nó sẽ cái cầu đi bộ bến Ninh Kiều sẽ nối cồn cái khế qua tới cái bến Ninh Kiều phía bên kia. Ok các bạn. Khá là sạch sẽ, khá là mát mẻ và khá là đẹp ha các bạn ha. Bên kia là cái nhà hàng Hàng Tử, nhà hàng tiệc cưới các bạn. Có đoạn đường khá là đẹp và khá là mới ở đây, đi bộ rất là may, và công trình thì cũng gần nhà mình các bạn, có thể đi bộ ra. Đấy à, ha, những cái bông thế này nè, khá là đẹp luôn. Thì mình hy vọng con đường kia cũng sẽ sớm hoàn thành để phục vụ cho các bạn ha, có thể tiện lợi đi thẳng từ đây, từ đây ra tới ngoài quảng trường xã hội người kia để hóng mát. Nói chung đây cũng là một đoạn đường khá là đẹp và cũng khá là hay ho, nên các bạn cũng có thể tới đây, các bạn trẻ có thể tới đây vui vẻ trải nghiệm hoặc là hẹn hò gì đó, ở đây cũng khá là vui các bạn. Ok, video của mình cũng xin được kết thúc tại đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh chúng mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Các bạn nếu mà thương mình hãy vui lòng để lại cho mình một like ha, và đăng ký kênh chúng mình chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ ha. Bye bye. Có gì còn những gì hay ho khác thì mình được thì mình giới thiệu các bạn sau ha. Nói chung là ngày hôm nay cũng thấy thoải mái hơn rồi các bạn, thoải mái hơn nhiều rồi sau một thời gian nghỉ dịch khá là dữ dằn. Ôi trời ơi, đúng là dịch để lại những hậu quả không biết. Ok, bye bye các bạn. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. So